Chào mọi người, mình là Cá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái miếng dưa hấu và dưa vàng hình vuông, hình lập phương như thế này nhé. Thì nguyên liệu mọi người sẽ cần là len các màu tạo thành từng quả mà mọi người muốn nhé. Mình hôm nay mình sẽ nói về quả dưa hấu thì sẽ là màu đỏ này, màu trắng, màu xanh và màu đen để tạo hình phần mắt và cũng như cái phần hạt này. Còn nếu mà dưa vàng thì sẽ cần là màu vàng, màu trắng, màu xanh và màu đen để tạo hình. Kim đánh dấu len này, kim khâu, kim móc. Để cái to như cái của mình thì mình dùng là kim đầu 4,0mm nhé. Và phần mắt thì mình dùng là mắt đường kính 8mm. Và mọi người sẽ cần chuẩn bị bông để nhồi vào đây nhé. Đầu tiên thì mình sẽ lấy dây màu đỏ cái phần dưa hấu nhé. Sau đó mình sẽ luồn len, vẫn là luồn len qua các ngón tay này, để vào đây, giữ này. Sau đó mình móc, tạo một vòng tròn. Hoặc là nếu mà mọi người thấy không hiểu cái đoạn lúc nãy, mọi người có thể trực tiếp để dây như thế này. Sau đó mọi người tạo thành một cái tròn như thế này và giữ vào đây là được. Nhưng mà cái phần này mình lấy dài ra một chút nhé. Đó, như thế này. Sau đó mình sẽ đưa kim vào này, đưa kim móc vào, để lên trên. Kéo dây qua, tiếp tục kéo qua để tạo một nút thắt. Sau đó thì mình sẽ đến với vòng đầu tiên. Là vòng đầu tiên mình sẽ móc là vòng tròn 8 mũi đơn nhé. Thì mũi đơn mọi người sẽ móc như thế này. Đầu tiên đưa vào vòng này, đẩy ra đằng sau, kéo phần dây đỏ này qua. Trên kim sẽ có hai đường này, cầm kéo qua là mình được một mũi đơn đầu tiên. Mà mọi người sẽ chú ý ở đây có một cái chữ V này. Đó, nó có hai đường thì mình gọi là một chữ V. Mọi người sẽ, đầu tiên mọi người sẽ là đánh dấu mũi đầu tiên lại. Sau đó mình làm tương tự với 7 mũi còn lại, bởi vì vòng 1 của mình sẽ cần là 8 mũi đơn nhé. Mọi người sẽ làm tương tự với 7 mũi còn lại để có 8 mũi như thế này. Mọi người chú ý là trong quá trình mình móc ấy, cái phần dây thừa này mọi người để song song với cái phần như thế này, với cái phần vòng tròn này. Và để nó không bị kéo vào cái phần móc này nhé, thì tí nữa mọi người sẽ không thể kéo phần dây này và rút để tạo thành vòng tròn được. Thì mọi người cứ áp sát nó. Đây, mọi người cứ áp sát như thế này và móc. Móc cùng đấy, mọi người áp sát như thế này để nó không bị lẫn vào cái phần móc là được. Đấy, mình sẽ lặp lại 7 lần nhé. Sau khi xong 8 mũi thì mình sẽ được một cái hình như thế này. Mọi người có thể đếm lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì mình sẽ là, đầu tiên mình sẽ là đánh dấu mũi thứ 8 lại trước. Mọi người chú ý là mình nên luôn đánh dấu mũi đầu tiên của vòng và mũi kết thúc của vòng để tránh nhầm lẫn trong quá trình móc nhé. Sau đó mình sẽ giữ vào đây, mình cầm cái phần dây này, cầm phần dây thừa này, mình rút. Mình sẽ rút chặt một chút để cái phần này nó chụm hẳn lại này. Đó. Sau đó mình sẽ, đây là mũi đầu tiên của vòng nhá. Mình sẽ nhớ đây là chỗ này. Mình sẽ tháo ra và đưa kim vào đây. Đưa kim vào đó. Đó. Đưa vào cả chữ V nhá, là hai bên đó. Đó. Xong phần dây thừa này, mình sẽ để lên đây để giấu đi trong quá trình móc. Và mình sẽ móc một mũi trượt để kết thúc vòng nhé. Mũi trượt này, kéo qua, kéo nốt qua này. Lúc đầu là mình đã kéo qua cái chân móc mình đưa vào này, sau đó kéo nốt qua cái dây còn lại. Đó, là mình sẽ được một vòng tròn như thế này. Và sau đó mình móc một mũi bính và mình đến với vòng thứ hai nhé. Vòng thứ hai thì mình sẽ móc tổ hợp là, đầu tiên mình sẽ móc là 3 mũi đơn trong cùng một chân móc trước. Thì cái mũi đầu tiên của vòng 2 ấy, cái mũi đầu tiên của vòng tiếp theo, nó sẽ là chính là cái mũi mà
đầu tiên của vòng 1 là và là cái mũi mà lúc ấy mình đưa vào để móc mũi trượt ấy. Còn nếu mà mọi người mới móc mà mọi người không nhớ được và không hoặc là không nhận ra được ấy, thì mọi người sẽ chú ý là có thể làm như thế này. Đầu tiên mình cầm vào đây, xong mình cầm lên đây, mình sẽ kéo kéo phần này lên, thì mọi người sẽ thấy là cái phần này nó di chuyển theo này, nó bị kéo theo ấy, thì nghĩa là đây sẽ là cái chỗ mà mình đưa kim móc vào nhá. Thì đây mình sẽ đưa vào và móc 3 mũi đơn trong cùng một chân móc này. Một mũi đơn đầu tiên này mình sẽ đánh dấu lại, sau đó vẫn tiếp tục đưa vào chân móc đó này, móc thêm 2 mũi đơn nữa, mũi thứ hai này, mũi thứ ba đó. Sau khi được 3 mũi đơn trong cùng một chân móc xong, mình sẽ chuyển sang chân móc tiếp theo và móc một mũi đơn thường. Mọi người chú ý nhé, là khi mà mình móc những cái mà nhiều mũi đơn hoặc là nhiều mũi trong cùng một chân móc, thì khi mà chuyển sang chân móc tiếp theo, mọi người nên đẩy cái này vào lại một chút để có thể nhìn rõ chân móc tiếp theo, để không bị bỏ lỡ cái chân nào nhé, thì nó sẽ dễ là bị lệch số lượng và phải móc lại. Đây, đưa vào chân móc tiếp theo, móc một mũi đơn. Và đó sẽ là một tổ hợp. Mình sẽ lặp lại tổ hợp này cho đến hết vòng nhé. Là mình cứ móc 3 mũi đơn trong cùng một chân móc này, sau đó đến một mũi đơn thường, sau đó lại đến 3 mũi đơn trong cùng một chân móc, lại một mũi đơn thường cho đến hết vòng nhé. Mình móc xong mũi cuối của vòng thứ hai rồi này, và mình đã đánh dấu lại. Thì sau đó thì để kết thúc vòng, mình sẽ tiếp tục lặp lại hành động như vòng trước, là đưa kim vào đây và móc một mũi trượt. Sau đó một mũi bính để chuyển qua vòng thứ ba. Mọi người chú ý là mình sẽ luôn luôn lặp lại như thế với các vòng nhé. Là luôn luôn móc, luôn luôn đánh dấu mũi đầu tiên của vòng, mũi kết thúc vòng. Và sau khi móc xong mũi cuối vòng này, thì mình sẽ đưa vào mũi đầu tiên và móc mũi trượt. Sau đó đến một mũi bính và chuyển sang vòng tiếp theo nhé. Thì vòng thứ ba thì mình sẽ móc theo như thế này. Đầu tiên là một mũi đơn thường, đánh dấu này. Sau đó là 3 mũi đơn trong cùng một chân móc. Sau đó thì mình sẽ móc 3 lần tổ hợp sau nhé, là 3 mũi đơn thường, ba này, sau đó đến 3 mũi đơn trong cùng một chân móc. Đó, thì đấy vừa là một tổ hợp, mình sẽ móc 2 lần nữa. Cái 2 lần cái tổ hợp đó nữa là cứ 3 đơn thường, lại 3 đơn trong cùng một chân móc, lại 3 đơn thường, lại 3 đơn trong cùng một chân móc. Và khi mà nếu mà mọi người móc đúng nhá, thì sau khi mà mọi người móc xong cái tổ hợp cuối là 3 đơn trong cùng một chân móc, thì mọi người sẽ còn thừa lại là 2 chân móc cuối cùng. Thì 2 chân móc đó mọi người sẽ móc là mỗi chân móc mọi người móc một mũi đơn là được nhá. Vòng thứ tư thì mình sẽ móc đầu tiên là 2 mũi đơn thường, sau đó là 3 mũi đơn trong cùng một chân móc. Sau đó thì mình lại lặp lại 3 lần cái tổ hợp sau này. Đầu tiên là 5 đơn thường, 2, 3, 4, 5, sau đó là 3 đơn trong cùng một chân móc.
Và mình sẽ lặp lại tổ hợp này thêm 2 lần nữa, là cứ 5 đơn thường lại 3 đơn trong cùng một chân móc, lại 5 đơn thường lại 3 đơn trong cùng một chân móc. Và nếu đúng thì sau khi móc 3 đơn trong cùng một chân móc xong, mọi người sẽ còn thừa lại ở đây là 3 mũi cuối. Thì mình lại tiếp tục là 3 mũi cuối này mỗi chân móc, mình móc 1 mũi đơn là được. Vòng thứ 5 thì mình sẽ móc tổ hợp là 3 mũi đơn thường. Sau đó đến 3 mũi đơn trong cùng một chân móc. Sau đó mình sẽ lặp lại tổ hợp là 7 mũi đơn thường. Sau đó đến là 3 mũi đơn trong cùng một chân móc. Và mình sẽ lặp lại tổ hợp này 2 lần nữa, là cứ 7 đơn thường lại đến 3 đơn trong cùng một chân móc, lại 7 đơn thường lại 3 đơn trong cùng một chân móc. Và nếu mà móc đúng thì mọi người sẽ còn dư lại 4 chân cuối. Thì 4 chân đó mỗi chân mình móc 1 mũi đơn là được nhé. Sau đó đến vòng thứ 6 thì mình sẽ bắt đầu là tạo khối, nghĩa là bẻ nó lên thành cái khối như thế này này. Thì mình sẽ dùng là mũi BLO nhé. Mình sẽ móc là như thế này. Mình sẽ là mỗi chân móc mình móc 1 mũi đơn, nhưng mà là chỉ đưa kim vào nửa chữ V phía bên ngoài mà thôi. Thì mọi người sẽ như thế này nhé. Đầu tiên là 1 mũi bính này. Sau đó mình sẽ đây, bình thường nhá, là mọi người sẽ đưa kim vào cả chân móc như thế này nhá, là nó sẽ có 2 đường này. Thì vòng 6 này mọi người sẽ chỉ đưa kim vào nửa phía bên ngoài thôi, nghĩa là nửa phía bên từ mình ra xa ấy, không phải là phía hướng về bản thân đâu mà là hướng ra ngoài. Đó, thì mình sẽ như thế này. Đưa kim vào nửa chữ V phía bên ngoài này. Móc như bình thường, mỗi chân mình móc một mũi đơn là được. Đó, sau đó mình sẽ đánh dấu này. Và mình lặp lại cho đến hết vòng là mỗi chân móc mình móc 1 mũi đơn. Thì tổng cộng vòng thứ 6 này của mình sẽ có tất cả là 40 mũi nhé. Sau khi xong mũi cuối của vòng 6 thì mình sẽ lại đưa vào mũi đầu để móc mũi trượt để kết thúc vòng. Thì cái phần này mọi người lại đưa vào cả chữ V được rồi nhé, không cần phải đưa vào nửa nữa. Mình sẽ đưa vào cả và móc mũi trượt là được. Đó. Thì mọi người để ý này, mọi người sẽ thấy rõ là có một cái đường viền ở đây. Thì cái đường viền đó để tí nữa là khi mà mình móc móc cao lên rồi ấy, thì mọi người sẽ có thể bẻ được như thế này. Đó. Để dựng thành cái hình khối ấy, như thế này này. Đó. Thì mình sẽ tiếp tục vòng thứ 7 là như thế này. Đầu tiên sẽ là 4 mũi đơn thường. Sau đó là 1 mũi giảm. Thì mũi giảm mình sẽ móc như thế này nhé. Đưa vào này. Kéo dây qua, tiếp tục đưa vào chân móc tiếp theo,
lại kéo dây qua. Lúc này trên kim sẽ có 3 đường, mình sẽ móc kéo qua cả 3 đường là mình được một mũi giảm này. Sau đó thì mình sẽ móc tổ hợp là 8 mũi đơn thường này. Sau đó là một mũi giảm. Đó, và mình sẽ lặp lại tổ hợp này cho đến hết. Mình sẽ lặp lại tổ hợp này 2 lần nữa. Là cứ 8 mũi đơn thường, lại một mũi giảm, lại 8 đơn thường, lại một mũi giảm. Nếu mà móc đúng ý, thì mọi người sẽ còn lại là 4 chân móc dư. Thì 4 chân móc đó, mỗi chân móc mình móc một mũi đơn là được nhá. Sau đó vòng 8, 9, 10, 11, 12, nghĩa là từ vòng 8 đến vòng 12, thì mình sẽ lặp lại là mỗi chân móc, mỗi vòng, mỗi chân móc mình móc một mũi đơn, là mỗi vòng sẽ có tất cả là 36 mũi nhá. Là mình sẽ là mũi từ vòng 8 đến vòng 12 là móc y nhau, là mỗi vòng mình móc, mỗi chân móc một mũi đơn cho đến hết vòng là xong, và mỗi vòng sẽ có 36 mũi. Sau khi móc mũi cuối của vòng thứ 12 nhá, thì mình sẽ đổi sang màu trắng. Thế nên là mình sẽ giữ ở cái mũi cuối này, mình sẽ đưa vào đây. Mình đưa vào đây nhá. Sau đó là mình sẽ tiến hành đổi sang màu trắng. Thì đầu tiên là mình sẽ cắt phần dây đỏ này đi. Đây, như thế này. Sau đó thì mình sẽ lấy dây màu trắng ra này. Mình luồn len qua các ngón tay. Cầm như bình thường nhé. Sau đó mình áp cái dây trắng vào đây. Cái phần dây đỏ mọi người để như thế này. Đây, mình sẽ chập lại áp như thế này. Sau đó mình sẽ kéo phần dây trắng qua. Kéo nốt qua để hoàn thành mũi trượt. Đó. Sau đó hai cái phần dây thừa này này, mình sẽ chập lại vào nhau và cầm, để tí nữa mình sẽ giấu đi trong quá trình móc sau. Đó là mình đã đổi sang màu dây trắng thành công nhé. Và bây giờ mình sẽ móc với màu dây màu trắng. Đầu tiên mình sẽ móc một mũi bính này. Sau đó mình sẽ bắt đầu vòng thứ 13. Vòng thứ 13 và vòng thứ 14 thì mình lại móc là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn cho đến hết vòng là được. Là tổng vòng 13 và 14 vẫn là mỗi vòng có 36 mũi. Mục đích của mình chỉ là muốn đổi sang màu trắng thôi. Còn cái cách móc thì lại vẫn y hệt như cái vòng 12, 11 đổ về trước. Là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn cho đến hết vòng là được. Là vòng 13, 14 nhé. Và sau khi móc xong mũi cuối vòng 14 thì mình sẽ tiến hành để lại đổi sang màu xanh. Thế nên là mọi người cứ móc vòng 13, 14 bằng màu trắng trước đi đã nhé. Sau khi xong vòng 13, 14 nhé, thì mình sẽ tiến hành đổi sang dây màu xanh như lúc nãy. Nghe các bước làm lại y hệt như lúc nãy. Cách đổi màu. Đấy, đưa vào này. Cắt dây. Sau đó đổi sang màu xanh. Đó. Sau đó là một mũi bính này. Và mình sẽ móc vòng thứ 15 theo như thế này nhé. Đầu tiên là 4 mũi đơn thường. Dây thừa mình vẫn để lên trên này để giấu đi trong quá trình móc nhé. Vẫn là đầu tiên là 4 mũi đơn thường này.
Sau đó sẽ là hai mũi đơn trong cùng một chân móc. Một mũi, hai mũi. Sau đó mình sẽ móc tổ hợp sau nhé. Đầu tiên là 8 mũi đơn thường. Sau đó là hai mũi đơn trong cùng một chân móc. Phần dây thừa này nếu mà đủ rồi mọi người có thể cắt đi hoặc là cứ để nó ở bên trong này, bởi vì tí nữa mình sẽ nhồi bông vào đây sẽ không nhìn thấy nhé. Và mình sẽ lặp lại cái tổ hợp đó thêm hai lần nữa, là cứ 8 mũi đơn thường lại đến hai đơn trong cùng một chân móc, lại 8 đơn thường lại hai đơn trong cùng một chân móc. Và nếu mà mọi người móc đúng ấy thì sau khi mà móc hai đơn trong cùng một chân móc xong, mọi người sẽ còn thừa lại 4 chân trống. Thì 4 chân đó mỗi chân móc mình móc một mũi đơn là được nhá. Sau đó là trước khi sang vòng thứ 16 ấy thì mọi người có thể là sẽ trang trí cái phần hạt màu đen lên cái phần thân dưa hấu này trước nhá. Nếu không tí nữa khi mà mọi người móc lại cái phần mặt phẳng này ở dưới ấy, thì nó sẽ khó hơn một chút. Thì mọi người trang trí cái phần hạt đen lên trước rồi mình sẽ quay sang móc vòng thứ 16 sau nhá. Thì cái phần là vị trí của cái phần hạt thì cái này tùy vào mọi người trang trí nhá. Thì mình sẽ trang trí phần hạt trước. Sau khi mà thêm cái họa tiết hạt nhé, thì mình sẽ có như thế này. Cái này mình thêm random thôi, thì nên là tùy vào mọi người nhé. Mình sẽ để chống cái phần mặt để mình dán mắt lên. Còn sau khi mà dán phần mặt xong mà thấy trống thì mình có thể thêm thắt sau nhé. Và mình sẽ móc vòng thứ 16. Mình sẽ móc vòng thứ 16 là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn, là tổng vòng thứ 16 sẽ có tất cả là 40 mũi nhé. Mình cứ móc mỗi chân móc mình móc một mũi đơn là được. Vòng thứ 17 thì mình sẽ bắt đầu là thu lại thành cái hình vuông này ở vòng khối. Thế nên là mình sẽ lại tiếp tục móc bằng BLO nhé, là lại là nửa chữ V phía bên ngoài ấy. Thì mình sẽ móc như thế này. Đầu tiên là 4 mũi đơn BLO nha, đưa kim vào nửa chân phía bên ngoài. Mình sẽ móc 4 mũi đơn thường trước. Sau đó mình sẽ móc 2 mũi giả. Một này. Hai. Sau đó mình sẽ móc tổ hợp là 6 mũi đơn. Này. Sau đó là 2 mũi giả. 1 mũi. 2 mũi. Và mình sẽ lặp lại tổ hợp này 2 lần nữa, là cứ 6 mũi đơn lại đến 2 mũi giảm, lại 6 mũi đơn lại 2 mũi giảm. Và nếu mà móc đúng ý, thì sau khi móc 2 mũi giảm xong thì mọi người sẽ còn thừa lại là 2 chân móc cuối. Thì hai chân này mọi người móc là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn là được nhá. Vòng thứ 18 thì mình sẽ lại đưa kim vào cả chân móc rồi nhá.
Đây mọi người có thể nhìn thấy một đường viền ở đây, thì tí nữa mình sẽ gập nó lại để thành cái mặt phẳng như thế này. Sau đó vòng thứ 18 thì mình sẽ móc tổ hợp như sau nhé. Đầu tiên là 3 mũi đơn thường. Sau đó là 2 mũi giả. Đó. Sau đó mình sẽ móc tổ hợp là 4 mũi đơn thường. 4 mũi đơn thường này. 1 2 3 4. Sau đó là 2 mũi giả. Một này, hai. Và mình sẽ lặp lại tổ hợp này hai lần nữa, là cứ bốn đơn thường lại hai mũi đơn, cứ bốn đơn thường lại hai mũi giảm, lại bốn đơn thường lại hai mũi giảm. Và nếu móc đúng thì mọi người sẽ còn lại duy nhất là một chân móc cuối, thì chân móc này mình sẽ móc nốt một mũi đơn là xong nhá. Vòng thứ 18 thì mình sẽ móc tổ hợp là hai đơn thường. Sau đó đến 2 mũi giả. Và mình sẽ lặp lại tổ hợp này cho đến hết vòng nhé. Là cứ 2 đơn thường lại đến 2 mũi giả cho đến hết vòng là được. Sau khi xong vòng thứ 19 thì mình sẽ nhồi bông vào đây trước nhé. Nếu không thì tí nữa mình sẽ không nhồi được bông nữa. Thì bây giờ mọi người sẽ nhồi bông vào đây trước, hoặc là nếu mọi người có thể kết hợp nhồi với những cái phần dây len thừa mà lúc nãy mình cắt đi ấy, hoặc là mọi người có thừa dây len cắt đi thì mọi người nhồi vào cho nó thêm thì đỡ bị tốn len, tốn bông cũng được. Thì mình sẽ nhồi bông vào đây cho nó căng lên nhé. Sau đó vòng thứ 20 cũng là vòng cuối nhé, thì mình sẽ móc tất cả là mũi giảm cho đến hết vòng là được. Mình móc tất cả đều là mũi giảm cho đến hết vòng là được nhé. Vòng thứ 20 xong thì mình sẽ như thế này nhé. Mình sẽ kéo lên và cắt dây để thừa lại một chút nhé. Thì mọi người sẽ thấy là cái phần này nó bị không khít lại đúng không? Thì mình sẽ dùng cách như mọi lần mà mình hay thu nhỏ vòng tròn với những các đồ trước nhé. Là mình sẽ lấy kim khâu này. Mình đưa len vào. Sau đó mình sẽ đưa kim vào các nửa chữ V phía bên ngoài. Như thế này. Bình thường là như thế này đúng không? Mình sẽ đưa vào phía bên ngoài. Đó. Mỗi chân móc mình đưa vào một là được, cho đến mũi cuối nhé, là cái mũi mình vẫn đánh dấu này. Sau đó này, sau khi được như thế này, sau đó mình sẽ giữ vào đây. Và phần này mình rút chặt. Đó, là cái phần này đã thu nhỏ lại rồi này. Và cái phần này mình sẽ giấu bằng cách đưa lại vào trong. Thì giấu dây như nào thì sẽ tùy vào mọi người nha.
Đó, thì mình sẽ được một phần dưa hấu như thế này. Sau đó mình sẽ móc tay chân nhé. Tay chân thì cái phần tay mình sẽ lấy màu đỏ và phần chân thì mình lấy màu xanh. Mình sẽ làm phần chân trước này. Thì đầu tiên mình sẽ như thế này. Mình sẽ tạo một nút thắt nhé. Như thế này này, sau đó đẩy lên. Tạo một nút thắt như thế này. Sau đó đưa kim vào này. Và kéo phần này lên để điều chỉnh cho vừa với kim. Rồi. Và mình sẽ móc là 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. Độ dài mà 5 mũi bính ý, thì nó sẽ là dài từng này này. Còn cái tay là 6 mũi bính. Thì cái độ dài tay chân này á thì có thể là tùy vào mọi người nhé. Nếu mà mọi người muốn làm dài hơn thì mọi người tăng cái số lượng mũi bính lên, như ví dụ như là mọi người muốn tăng lên 7, 8, 9 mũi gì đó đều được. Và cách làm thì nó đều sẽ chung như thế này nhé. Là sau khi mà mọi người móc số lượng mũi bính theo số chiều dài mà mọi người mong muốn thì mọi người sẽ quay ngược 2, nghĩa là đếm 1 2, đưa kim vào cái chân thứ 2 từ trên xuống này, 1 2, đưa vào nửa chữ V phía bên ngoài. Sau đó mình sẽ móc mũi trượt. Và mình lặp lại móc mũi trượt cho đến cuối cùng luôn là xong. Thì nên là tùy vào mọi người có làm số lượng mũi bính là bao nhiêu đều được. Mọi người chỉ cần là sau khi mà móc đủ số lượng mũi bính mà mình muốn này, mọi người quay ngược 2 là chân thứ 2 từ dưới lên. Và từ mũi sau khi đưa vào cái chân móc đó nhá, đưa vào cái chân móc ngược 2 ấy, là mọi người móc tất cả là các mũi trượt là được nhá. Thì đây là mình móc 5 này. Ví dụ đây là mình móc 5 mũi bính lên nhá. Mình quay ngược 2 móc mũi trượt này. Sau đó mình tiếp tục móc mũi trượt, mỗi chân móc mình móc một mũi trượt đến hết. Là xong. Đấy, móc mũi trượt xong này thì mình kéo dây lên và mình cắt đi. Là mình được phần chân hoặc phần tay tùy vào mọi người mong muốn. Và hai cái phần tay và phần chân này cách làm y hệt như nhau nhé. Còn độ dài là tùy vào mọi người muốn như thế nào nhé. Và khi mà khâu, mọi người có thể dùng hai cái dây này để khâu vào trong này. Là xong nhé. Khi mà mọi người sẽ làm với hai tay và hai chân xong thì mọi người sẽ dùng kim khâu để nối cái phần này vào cái phần dưa hấu của mình. Sau khi khâu phần chân và tay vào theo ý muốn nhé, thì mình sẽ bắt đầu dán mắt này. Cái vị trí thì vẫn là theo tùy theo mọi người và phần biểu cảm nữa nhé. Thì mọi người sẽ tạo hình bằng cách khâu hoặc là dán lên thì sẽ tùy mọi người nha.